buồn miệng quá, phải chỉ có cục kẹo ăn thì tốt quá. À sao tự nhiên có cục kẹo ở đây, chẳng lẽ nó là cái bình thần? Em ơi, đây là cái bình thần đó, nó cho chị kẹo nè. Để em thử coi dao. Thôi ta cho ra nước ngọt đi. À có dây ăn nước ngọt mà hết gì. Ủa, ai cho tiền hai đứa mua kẹo mua nước đồ uống vậy? Ngon quá he. Tụi con không có mua cái này, tụi con nước này từ cái bình thần. À, thì ra đây là cái bình thần. Ta đã nghe nói lâu rồi, hôm nay ta mới thấy. Chiếc này ta chỉ cần ước một điều ước. Bình ơi, hãy cho con một người chồng đẹp trai, mạnh mẽ. Ủa, có chưa? Trời ơi! Sao lại làm trái leo? Ý gì? Trái như vậy là tặng của mặt cơ. Đây là cái bình thần. Nếu bạn là người tốt, mọi điều ước của bạn sẽ thành hiện thực. Chị đau bụng quá, mình ước đồ ăn đi. Đúng rồi á tị. Chị nghe cái con cua đây. Hát một con cua thiệt nhiều. Yeah. Bình ơi, hãy cho con hai con cua. Hai con cua thiệt đẹp đi. Hai đứa nó ước cua chi và cua biển chỉ biết. Mình là mình không có thích ăn con nhỏ nhỏ đâu. Bình ơi, hãy cho em một con cua hoàng đế thiệt là bự. Ủa? Tao không thấy. Đây là chắc trong này ta. Có con cua. Nhưng mà sao con cua là con cua mẫu? Cho hai đứa nó là hai con cua thiệt á. Mà cua hoàng đế thành con cua mẫu vậy. Xin lỗi, hôm nay biển động chỉ bắt được 3 con cua. Chúc bạn may mắn lần sau. Đáng sao là gì, cô tham gia. Đến rồi, cô cùng lên. Đừng, đừng mà, đừng. Giờ ta phải theo nó gần lụm lại mới được. Sao có cảm giác như có người theo dõi mình phía sau vậy ta? Phải chạy nhanh lên mới được. Thôi phải về mép mẹ mình thôi. Đừng có chạy theo tôi, bà chạy không lại tôi đâu. Mẹ ơi mẹ, ra đây con kể mẹ nghe chuyện này nè. Mẹ ơi mẹ. Lẹ đi mẹ. Ây da. Mày làm cái gì mà mày chạy té lên té xuống vậy bắp? Lên dưới đá ngồi coi. Mẹ ơi, bà già theo dõi con từ trễ tới giờ luôn, bà tính bắt cóc con. Bà ngồi ngoài kia kìa mẹ. Dám bắt cóc con trai mẹ, để nó đi, để mẹ thử bả. Bắt cóc mẹ. À, tôi tính lượm tiền thôi mà. Cô ơi, để anh tô màu cho mày nhé. Bởi vì đây là con cua thiệt hả mẹ, thì mình sẽ luộc lên ăn chắc là ngon lắm. Măm 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 măm. À, thôi, để nữa có tiền rồi mẹ mua cho con ăn nha. Dạ, con biết rồi mẹ. Cái gì ngoài này vậy ta? Ủa? Hai con cua của ai ở đây vậy? Mẹ ơi mẹ, mẹ mau ra coi đi. Có hai con cua thiệt ở ngoài này nè mẹ ơi. Đâu con? Nè mẹ. À mẹ bắt được nó rồi nè con. Hai con cua này là chắc của hàng xóm nó bò đi đó con à. Cua này chắc cũng mắc tiền á. Thôi mình bỏ cho tao, mình hỏi cây hàng xóm có đồng bắt thì mình trả cho người ta nha. Bữa nào mẹ sẽ mua cho con, còn cái này không phải của mình là mình nhặt được, mình phải trả lại nha. Dạ mẹ, bây giờ con bỏ vô thao thì con sẽ mang đi trả nha mẹ. Các bạn ơi hãy nhớ nha, khi đồ vật không phải là của mình nhặt được, mình phải trả lại cho người khác, không được tham lam nha các bạn. Kim mẹ, con cầm cái này cho mẹ đi, mẹ đi công chuyện một tí, mẹ về nha. Cái này cái gì vậy mẹ? Mẹ mới mua được, khó khăn lắm đó nghe. Con nhớ cầm giùm mẹ một tí, mẹ về đó nghe. Để mình coi cái này cái gì mà mẹ kêu mình cầm. À, mẹ kêu mình đi cầm chắc cái này cầm được nhiều tiền lắm đây. Thôi mình đi thôi. Ở đâu mà con có nhiều tiền dữ vậy? Đừng có nói con lấy tiền của mẹ nghe. Đúng rồi, tiền này của mẹ mẹ. Ủa? Không lẽ con lấy tiền của mẹ thiệt? Mẹ không còn cái máy gì con đi cầm mẹ. Hả? Vậy là con đi cầm cái máy hồi sáng mẹ đưa cho con đó hả? Con đi cầm, ông chủ tiệm, ông thưởng máy, ông thích lắm. Cái máy đó là cái máy xông, mẹ dùng để xông phòng nè, thơm phòng nè, giúp khử mùi ở trong nhà mình, thời tiết chỗ này nóng nực. Mới mua được, giờ con cầm rồi, con đi chuộc lại cho mẹ liền. Mẹ ơi, mẹ có tiền lời gì sao mẹ? Tiền lời nữa hả?